Sầu riêng. Sầu riêng. Sầu riêng ơi. Hay đợi. Ghé có gì không? Dạ, em đem đồ ăn qua cho con sầu riêng. Em nhớ nó quá. À, sầu riêng. Sầu riêng, có ai qua chơi nè? Mấy hôm nay nó cũng nhớ em lắm hay sao á, cứ ngóng ngóng ra hoài à. Sầu riêng, nè, ra đây. Anh hai, anh với Út Trinh. Thôi, đừng nhắc. Anh có cần em nói với tía anh, đừng có ghép đôi em với anh nữa. Anh chịu không? Tùy em. Em muốn tính sau cũng được. Vậy được rồi, để em về em nói với tía anh. Bây giờ em đi luôn ha. Anh đừng lo. Hai đợi mới tới hả? Trời đất ơi, con sao vậy? Phát bệnh nữa hả? Không lẽ con lại thua trắng vậy sao tía? Lại nữa. Xấu, con không đẹp bằng người ta, cho nên con mới nói với anh là
Để con qua nói với tía Hai Quỳnh, đừng có ghép đôi con với ảnh nữa. Vậy mà con thấy mặt của anh vui hết lớn luôn tía ơi. Con nín con, con khóc là tía, là tía nhớ má con muốn đứt ruột luôn. Nín đi con, nín. Nín đi con. Đi, lên đi. Dạ. Thầy, thầy Minh, bộ không tính về hay sao, tính đi đâu nữa hả? Nói vậy thôi, chứ em biết thầy tính đi đâu rồi. Vậy thôi, tôi về. Trời ơi, mới nói nhiêu đó mà về rồi. Em nói thầy nghe nha, bữa giờ chị hai em chở thầy qua lại bên Cù Lao, coi như chỗ bạn bè. Hôm nay bà bệnh rồi, ghé qua thăm bà đi. Mà sao cô hai bệnh hoài vậy? Thì em đâu có biết. Anh ghé qua thăm bà đi, rồi hỏi bà luôn. Tội nghiệp cổ quá. Tội nghiệp không? Không ấy, thương người ta luôn đi. Chốt nói thiệt hay nói chơi vậy? Trời, thầy nhìn em bộ giống nói chơi lắm hả? Em nói thầy nghe nha, để coi coi. Hình như cũng 3-4 năm mà em không biết nói xạo á. Tôi cũng muốn, nhưng mà nói thiệt với chú Út là cũng chưa có dịp. Giờ vậy đi, em tính vậy nè. Thầy dẫn nhỏ qua nhà bác hai, lấy cớ qua thăm bà luôn. Em qua lấy cái laptop của thằng bạn để về học môn vi tính ha. À, được đó. Đi con. Dạ. À, mà cái chuyện vừa rồi tôi nói, chú Út đừng có nói lại với cô hai nghe, kỳ lắm đó. Biết rồi, không lẽ em nhiều chuyện. Thôi tôi đi nghe. Dạ. Con còn yếu trong mình, tính đi đâu vậy? Sao không vô nghỉ thêm chút nữa đi? Tia nấu cháo cá cho ăn nè. Thôi, con mạnh lại rồi, con phải đi làm, chứ ở nhà chừng nào nó mới hết. Mấy đứa bay á, có lớn mà không có khôn. Cái chuyện dễ ôm như vậy á, mà để rối như mớ bồng bông, gỡ hoài không có ra. Rối đâu mà rối té. Nếu như mà rối á, thì con cắt cái cụp liền đó. Con nói thì hay lắm. Thôi, con đi làm nha tía. Dạ, chào thầy. Cô hai khỏe chưa mà ra đây vậy? Dạ, em khỏe rồi thầy. Thầy qua dạy kèm cho bé Châu học hả? Dạ đâu có, thầy đến thăm má hai đó. Dạ, em cảm ơn thầy, em khỏe rồi. Chuyện em nhờ thầy á, tối nay có gì em ghé qua nhà thầy nha. Ý, hai người hẹn nhau kìa. Hẹn cái gì mà hẹn, con nít con nôi mà tào lao quá trời hả? Cô với thầy có công chuyện chứ bộ. Dạ, thôi mời thầy vô nhà.
Em đi trước nha thầy. Dạ. Ê, đi trễ. Trừ lương. Trễ đâu mà trễ. Tôi đứng đây, tôi canh cái đồng hồ này. Cô trễ 2 phút rõ ràng mà còn quỵ biện đó hả? Nhưng mà bình thường á, dì Út không có tính với tôi vậy. Nhưng mà bây giờ tôi thích tính đó rồi sao? Tôi là quản lý cái nhà bếp này mà. Làm việc với tôi á thì phải có trật tự và kỷ luật của nó chứ. Ừ, trừ thì trừ. Nè, đi làm trễ thì trừ lương. Còn nếu như mà tôi phải làm thêm giờ thì phải tính thêm tiền cho tôi nha. Còn không á là cứ đúng giờ tôi về, không ở lại đây thêm phút giây nào nữa hết á. Anh Út. Gì Út? Anh nói với nhỏ Hiền á, đừng có làm phiền tôi nữa. Anh thích nó thì anh cặp với nó luôn cho rồi. Đừng có gây chuyện để nó làm phiền tôi. Tôi chỉ muốn yên ổn làm ăn thôi. Nó chọc tôi hoài riết á, có ngày tôi nổi khùng lên á. Ủa em, càng ngày anh thấy em càng có vấn đề đó nha. Chuyện giữa em với anh Hiền á thì tự hai đứa giải quyết đi. Chuyện gái với nhau sao anh giải quyết được? Anh khẳng định lại một lần nữa là anh không thích con bé Hiền, được chưa? Anh, dạ chào thầy. Cô Hai, cô Hai vô nhà đi. Dạ. Cô Hai ngồi đi. Tôi đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Dạ, thiệt là phiền thầy quá. Có gì đâu mà phiền. Cô Hai đưa tôi đi dạy học như vậy, tôi còn chưa trả ơn được hết nữa mà. Nhưng mà cô Hai học tiếng Anh để làm gì vậy? Tại vì em nghe nhỏ Xuân nó nói á, khách nước ngoài qua bên mình á rất thích các sản phẩm làm từ cỏ lát, cho nên là họ mua về rất là nhiều. Rồi nó còn nói là có những người họ làm các sản phẩm từ cỏ lát rồi xuất khẩu qua nước ngoài, họ giàu dữ lắm. Cho nên là em muốn học để buôn bán với người ta. Sáng kiến hay lắm đó. Em cũng bắt chước mấy người bán kẹo dừa thôi à. Họ làm kẹo rồi xuất khẩu ra nước ngoài. Họ giỏi tiếng Anh dữ lắm. Cho nên là họ buôn bán, họ không có bị lường gạt, không có qua mối lái, cho nên kiếm tiền được nhiều. Nhưng mà tôi nói trước là chữ tôi không có nhiều, vì tôi chỉ là giáo viên tiểu học, cho nên là biết đến đâu hay đến đó nghe. Thầy chỉ cần dạy cho em nói chuyện được với người nước ngoài là được rồi. Chà, căng quá. Đôi lúc bây giờ tôi gặp người nước ngoài cũng lắp bắp không biết nói gì nữa. Thầy cứ gạt em hoài. Thôi mình bắt đầu nghe. Dạ. Trong tiếng Anh cũng có 24 chữ cái như bạn chữ cái tiếng Việt của mình. Viết thì giống nhưng đọc thì khác. Ví dụ như tiếng Anh chữ A thì mình đọc là chữ A, chữ B thì mình đọc là chữ B, chữ C thì mình đọc là C. Rồi đó, hết 3 chữ cái rồi đó. A, B, C. Em nghe gì không hơi em? Con chim nó hót vang đầu hè. Em nghe gì không hơi em? Con chim nó hót trên cành tre.
Ủa, tôi cấm cô không được ra đây mà cô ra đây làm gì vậy? Bộ anh nói là tôi phải nghe đó hả? Anh tính toán có ra gì đâu. Bữa giờ anh làm lỗi hết bao nhiêu tiền rồi, tôi mà để cho anh làm nữa, tiền người ta mắng vốn tôi dài dài đó. Nè, cô đừng khi dễ tôi nghe. Hồi đó giờ cô hiếp tôi hơi nhiều á. Bây giờ á, tôi không cho cô muốn làm gì thì làm đâu. Người ta đang đợi túi chỏng á. Anh phiền quá, anh đi về đi. Hả? Phiền hả? Tôi làm gì mà không được? Cái việc đó là phải để cho tôi làm. Anh á hả? Anh làm bạn với mấy ông nhậu á thì được, chứ làm công chuyện cái gì? Tôi không muốn người ta khi dễ tôi. Chồng phải ra chồng, vợ phải ra vợ, không có lộn mèo như lần trước đâu mà nghe. Anh đi về đi. Tôi về đi. Hả? Tôi dám cãi tôi hả? Bước xuống. Đi xuống. Đi. Làm cái gì vậy? Đi về. Ủa vợ ba, con đi xong về sớm vậy con? Chồng con không cho con làm ăn với người ta nữa má ơi. Cái chuyện giao tới ở bên ngoài á là để cho đàn ông người ta làm. Đàn bà con gái á, ai mà làm cái chuyện đó? Cái thằng kia, mày khùng hả? Từ hồi nào giờ con vợ mày quán xuyến từ trong ra ngoài hen. Còn mày chỉ biết ăn chơi tối ngày hả? Hả? Bây giờ còn nói đàn ông đàn bà ra đây nữa. Tía má lúc nào á cũng binh con dâu hết á. Con không hiểu sao á lại thương con dâu nhiều hơn con trai nữa. Lúc nào á cũng con tư. Cổ làm cái gì cũng đúng, còn con thì sai. Con có phải là con của tía má không vậy? Tía má coi con như là cái nùi dê rách vậy đó. Con không thể nào sống nổi được. Trời ơi kia, mày đứng lên đó. Mày bước xuống đây. Có chuyện gì vậy? Ông coi đó, con vợ nó đang nói chuyện làm ăn với người ta hen. Nó không cho, nó còn lôi đầu con nhỏ về đây nữa. Ngày thường á không có làm ra trò trống vậy, bây giờ còn quấy rối nữa. Mày thấy tía má mày vui một chút, mày không muốn phải không? Muốn làm ầm lên hả? Dạ, con đâu có quậy gì đâu tía. Con Tư nó giỏi giang, nó không phải như mày. Phá không, mày làm hư chuyện của nó. Mày xin lỗi nó đi. Từ đây về sau đừng có xen vô chuyện làm ăn của nó nữa. Xin lỗi thì xin lỗi. Xin lỗi. Trời đất ơi, xin lỗi người ta thì giống như nó chửi người ta vậy đó. Tôi nán thằng này quá trời. Mày nói đàng hoàng coi. Xin lỗi nghe. Từ đây về sau mà mày còn hiếp vợ mày, mày chết với tao. Kệ nó đi con. Dạ con đi nha má. Tía, thật ra chuyện tía với má chắc cũng không khác bây giờ nhiều anh tía ha. Chắc kết bạn khó lắm. Đúng rồi chứ còn nữa. Tại vì thời điểm đó đâu có điện thoại đâu, muốn gặp nhau cũng khó lắm ha tía. Chắc cũng cả tháng cả năm mới gặp lần à. Vậy mà 20 mấy năm rồi đó con. Hồi đó tía cứ nghĩ sẽ được sống với má con tới hết đời. Vậy mà bà không có chịu chờ tía. Chờ tới lúc già lụm cụm, rồi thấy ghét nhau, rồi buông. Vậy mà bà bỏ tía mình ên nuôi mấy đứa bay vậy nè. Tía, tía hôm nay sao vậy? Mà khuya lắc khuya lơ rồi, sao tía với mấy đứa còn ngồi ở đây? Hai cũng biết khuya lắc khuya lơ nữa hả? Vậy chứ hai mới đi đâu về vậy? Đi học. Bộ mình út biết đi học hả? Ồ, đi học à? Đi học mà giờ này mới về kìa. Giỏi dễ sợ ha. Mà nghe nói chắc học bên thầy giáo Minh đó ha. Thì ra là học, nhưng thầy Minh sợ rớt bài nên phải ở lại uống bài. Nè, nè 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 nè, đừng có nghĩ bậy vậy nghe. Thôi thôi thôi, nói chung là tía đang nói chuyện về má, mình đừng có trộn rộn nữa ha. Tía kể chuyện về má kìa. À tía, sắp tới đám giỗ của má rồi, nhớ má quá hơn.
Hồi đó, hai chiếc xuồng cặp kế bên nhau. Tiếc không phải là người lái ghe giỏi, buôn bán thì cũng bình thường, không trội được món gì hết. Hên là má con thương chịu theo tía làm vợ. Tía có món đồ quý trong tay mà tía không biết giữ. Nhiều lúc khiến má con phải buồn lòng. Rồi khi đó thằng Út mới sanh, má con trong người yếu mệt kêu tía neo ghe lợi mà tía không có nghe. Nửa đêm gặp cơn giông dữ, tía chống đỡ không nổi, ba con phải đứng ra gánh chịu một mình. Rồi đang nói chuyện vui, tự nhiên tớ kể chi cái chuyện má khóc vậy. Tớ biết má là món đồ quý, sao tớ không giữ đi, giữ chặt đi, tự nhiên là mất má. Tớ thiệt tình á. Mày đừng có trách tớ, thực ra tía cũng đâu muốn mất má đâu. Tía không giữ má bộ. Thôi tía à, tía đừng buồn nữa. Dù má đang ở nơi nào đó, biết tía đang nhớ về má là má vui rồi. Và má càng vui hơn nữa khi thấy tụi con nè thương tía, có hiếu với tía. Và mình sống hòa thuận vui vẻ nhau vậy á, má càng vui hơn nữa. Nói chung là hãy vui lên, đừng có buồn nữa nghe tía. Anh làm gì vậy? Để cho thằng nhỏ nó ngủ. Tôi im miệng đi. Bộ anh khùng rồi hả? Anh làm gì vậy? Bộ anh khùng rồi hả? Ừ, tôi khùng rồi sao? Nè 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 nè, anh làm lũng mấy cái dáng đó là không có tiền đắp vô đâu nha. Chứ phải tí nói, cô mua bán giỏi giang lắm mà. Giỏi giang thì cũng đâu có lại anh. Anh làm thì ít mà anh phá thì nhiều, riết rồi không ai dám buôn bán với mình luôn. Làm sao mà giàu nổi, làm sao mà dư tiền được chứ. Rồi ngày mai bé Châu còn phải đi học nữa. Tôi mua bán giỏi giang vui vẻ, cho nên ai cũng phái tôi hết trơn. Phải rồi, phái anh. Mấy cái người á được anh tính tiền cho không á hả thì thương anh. Còn mấy người mà anh tính lộn tiền á hả thì người ta muốn nhai cái đầu anh á thì có. Anh thôi đi nha, để cho bé Châu nó ngủ. Tía má bên kia nữa kìa, anh không có biết nghĩ cho người khác gì hết trơn á. Tôi không biết nghĩ cho ai hết trơn á, còn cô biết nghĩ cho người khác không? Nè, mai mốt á người ta chửi thì đừng có nói, người ta quấn á thì đừng có la. À, đồ cái thứ trồng sọt dưa mà. Ơi, Trinh, dạ anh ba mới tới. Anh qua đây tìm em có việc gì vậy? À, có cái này đem cho cưng bán kiếm lời nè. Mùa này khó kiếm những món thông thường lắm. Là cái gì vậy anh? Để anh chỉ cho cưng cách bắt bò cạp. Cưng qua bên này ngồi thuận tay, anh chỉ cho nó dễ. Thank you.
tay nào? Dạ tay này. Anh chỉ cưng nghe, dễ lắm. Tới ngày giỗ của bà, tí con tôi tới đây thăm bà, cúng bà. Bà hãy phù hộ cho tí con tôi mạnh khỏe và làm ăn. Con à, dạ. Bưng cái này giùm tía. Không biết má con có nằm ở khúc sông này không hết tía. Bữa đó gió lớn nước xiết lắm, không biết má con có bám víu được khúc sông này không. Tía, tía không làm đám giỗ cho má rồi mời mọi người tới ăn hả? Tía cũng không muốn bày vẽ hàng chi, tụi bay mệt thêm nữa. Đúng là do duyên số hả tía? À, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Nhìn xa trông thấy em cười, có thương anh thiệt. Có thương anh thiệt, đừng cười đẩy đưa. Anh thương em, nói thiệt em nhờ, chứ đừng có xí gạt, em chờ hết duyên. Có gì đâu, thì anh thương anh thiệt mà. Em, kéo anh vô giùm. Anh đưa đây. Kéo vô, kéo vô. Em. Em. Anh này kỳ quá à. Người ta nhìn thấy kìa. Có gì đâu mà ngại. Anh thương á, thì anh nắm tay thôi, có gì đâu. Tóc ngang lưng vừa chừng em bơi, để chi dài bối rối lòng anh. Tao chẳng hiểu nổi mày. Nó mới vừa khỏe lại mà mày kiếm chuyện với nó nữa. Lỡ nó có chuyện gì mày tính sao? Con vợ em á, nó khỏe lại rồi, hay lo giùm nó làm gì. Tía má mà biết là mày chết chắc. Trừ khi á, là 2 mét tía má thôi. Mày mà còn làm quá tao mét thiệt đó. Lo gì xin lỗi nó giùm tôi cái đi. Xin lỗi hoài, suốt ngày cứ xin lỗi. Thank you.
đâu về đó. Em đi qua trạm xá khám rồi ghé tính tiền với khách. Công việc thì giờ về mà ông cứ cản trở thiệt là em bực mình lắm luôn á. Ừ. Thằng Ba Phát coi vậy chứ nó khờ đuôi à, nghĩ gì nói nấy, chứ nó mà im im á thì mới khổ đó. Hai ơi, hai coi ổng vậy á chứ ổng nhiều cái ba gai lắm, em phải chuyển nhịn ổng hoài hả? Ủa mà sao hai đứng đây hoài vậy? Hay tính á, một lát qua gặp tía má chồng của em nè, hay có chút chuyện. Không phải em nhiều chuyện, nhưng mà đúng anh Hai Tấn làm khổ tía má quá chừng. Coi chồng em vậy mà còn đỡ đó. Thì anh có muốn vậy đâu, tại anh xui thôi mà. Hai còn bên ổng nữa hả? Hai ơi, người như hai kiếm đâu không được tấm chồng ngon lành, mắc mớ chi ổng cho thêm khổ. Vậy chứ lúc trước sao bày không tìm đứa nào tốt tốt hơn thằng Ba mà lấy? Lấy chi thằng Ba Phát, vừa nghèo vừa cục tính, tào lao mới lao không à. Thôi hai xuống xuồng đi về với em luôn nè. Có tiện đường cho bay không? Thôi mình đi hai. Em chịu nhịn chồng em á riết rồi, em thấy ổng quá đáng à, quá đáng lắm luôn hai ơi. Nghe hai nói, mình cứ nhịn hoài á có khi dễ đó, lâu lâu phải làm dữ lên cho nó sợ. Em cũng biết vậy, nhưng mà chưa nghĩ ra cách nào để dạy cho ổng bài học đây nè. Hai sao vậy hai? Không có gì đâu. Mình đi em. Cẩn thận hai. Ủa, con khỏe chưa? Con qua thăm tía có chuyện gì quan trọng không? Con có chuyện này muốn nói với tía hai. Con đã nghĩ kỹ lắm rồi. Con nói có gì không phải, tía hai bỏ qua cho con nha. Coi con kìa, tía hai thương con lắm, có trách giận gì con đâu. Hai nè, tí hai thương con nhất luôn á. Hồi mà má con mất á, thằng Tòng chỉ lớn bằng ổ bánh mì à. Tía con á thì khóc lóc, bỏ tụi con bơ vơ. Con á là đứa con gái lớn nhất trong nhà, phải thay mẹ chăm sóc em, rồi thằng Ba Tài và thằng Tòng nữa. Thôi mà tía hai, tía đừng nhắc chuyện xưa nữa, nhắc tới con buồn lắm. Thiệt tình là con đã nghĩ nát nước rồi, cho nên con mới qua đây để gặp tía hai. Còn với anh Hải Tấn, tụi con có nợ mà không có duyên. Không chừng là kiếp trước á, con có nợ ảnh một chút đỉnh, cho nên là kiếp này á, con trả hết rồi. Thì ảnh không có níu chân con nữa. Bởi vì con mới nghĩ là chuyện của con với ảnh tới đây là được rồi. Thứ hai à, việc cưới hỏi coi như là không có gì. Giờ con cũng nản lòng lắm rồi,
còn muốn làm vợ của anh nữa đâu. Tía Hai, tía đừng có vì con mà làm khó dễ với anh, tội nghiệp với anh. Nó ép con nói vậy phải không? Dạ không có đâu, đó là ý của con á. Tía nói thật, con thương nó, con đừng có bỏ lơ nó. Tía xém mất nó một lần rồi. Tía không muốn mất nó một lần nữa con. Tấm lòng cha mẹ con hiểu mà. Nhưng mà tía Hai à, chuyện này con nghĩ là không có gì để bàn nữa đâu. Anh muốn làm gì á thì cứ để anh quyết định đi tía. Chuyện này quyết định vậy ngang tía Hai, sau này á đừng có nhắc lại chuyện này nữa. Tía Hai à, từ giờ tía đừng có suy nghĩ nhiều nữa nha. Tía Hai à, con xin lỗi, con không dám thưa chuyện này với má Hai. Con sợ má Hai khóc rồi con lại mềm lòng. Tía Hai thưa lại với má Hai giùm con nha tía. Thôi con vô nhà. Anh vô trong nhậu đi, ba Phát nấu xong rồi đó. Em về nha. Sao mới qua về sớm vậy? Thôi, em ở lâu là có chuyện đó. Em nói chuyện với ba Phát nhiều rồi. Thế ghê không? Tính làm quen với hết mọi người trong nhà luôn mới chịu chứ. Thôi em về nha. Hai đợi. Anh dậy trễ vậy? Tại em tới sớm chứ mới giờ này mà trễ gì. À, em hết bệnh rồi hả? Nếu như mà em có chết, chắc anh cũng không thèm qua giếng em thắp nhang đâu ha. Em nói bậy bạ cái gì vậy? Tại anh thấy cơn bệnh không có nặng. Ủa mà sáng sớm qua kiếm anh có chuyện gì không? Tôi qua đây để nói cho anh biết là tôi đã nói chuyện với tía anh rồi đó. Bây giờ tôi không còn cản trở anh nữa. Anh có thể tự do qua lại với Út Trinh rồi đó. Hay rồi. Cảm ơn cưng em. Anh chỉ biết cảm ơn thôi sao? Tôi biết là tôi tự nguyện tới chăm sóc cho anh, nhưng mà ngoài tự cảm ơn ra, anh không còn biết nói gì với tôi hay sao? À,
Nói cái gì? Anh biết nói cái gì bây giờ? Với tôi, tại sao lúc nào tôi cũng là kẻ thay thế? Anh nói là anh coi tôi như em gái. Vậy tại sao có những lúc anh lại đối xử với tôi như vậy hả? Bộ trong lòng anh không cảm thấy gì hay sao? Anh có quan tâm tới tôi nghĩ gì không? Anh có cảm thấy là tôi tội nghiệp lắm hay không? Anh có biết là tôi thất vọng lắm hay không hả? Tôi với anh có thể sẽ khác rồi, nhưng mà Út Trinh về tới là anh xa hết. Tại sao khi Út Trinh xuất hiện là giữa anh với tôi anh coi như là không có gì hả? Anh phủi ta như vậy mà coi đàn hay sao? Anh đợi cho tôi đi. Anh đợi cho tôi bao nhiêu năm chờ đợi anh, bao nhiêu năm nay tôi chăm sóc cho anh hãy đợi hết đi. Thay đổi. Anh đợi cho tôi. Đừng đi. Đừng như vậy em. Thay đổi. Thay đổi nghe nói nè. Em bình tĩnh đi. Phải chi mà thành được bằng tiền, anh thành cho em liền. Nhưng mà con sầu riêng, coi gì mà nó biết nghĩ hơn anh. Tôi nói với anh hay, hạnh phúc mà xây dựng trên đau khổ của người khác thì nó sẽ giống như con sông, bên lở bên bồi, không có cách nào trọn vẹn được đâu. Rồi sẽ có ngày anh phải hối hận. Thay đổi, em nói cái gì vậy? Em tính làm cái gì? Tôi đâu cần phải làm gì. Tôi sẽ để chồng trời quả báo anh. Thay đổi. Hồi đó tới giờ anh biết mày không phải là người ác tâm, rất biết nghĩ cho người khác. Tại sao bữa nay mày lại nói với anh những lời như vậy hả? Tại sao vậy? Có chuyện gì vậy? Em hãy đợi. Tối qua nó nói là nó đã nói chuyện với tía anh là không xen vô chuyện tụi mình nữa. Kể từ bây giờ anh muốn làm gì thì làm, nhưng trời sẽ trả báo. Mà sao hai đợi lại nói vậy chứ? Nó hận anh quá mà. Cũng dễ hiểu thôi mà, càng yêu thì người ta sẽ càng hận. Em lầm rồi. Nó cũng lầm rồi. Nó không hề yêu anh. Nó chỉ muốn có anh bên cạnh như hồi đó tới giờ thôi. Đó không phải là tình yêu, Chỉ là cái thói quen, chỉ là tình anh em thôi, em hiểu không? Cho nên bây giờ nó mới giận anh như vậy đó. Thôi, nói chuyện với hai đợi cho xong đi. Nói gì nữa mà nói. Yên hai đợi nó vậy rồi vậy cũng tốt cho thằng hai. Nếu là không phải thằng hai thì là con Trinh ép con hai đợi nói vậy. Chứ con đợi nó thương thằng hai muốn đứt ruột, làm sao mà có chuyện bỏ khơi khơi vậy được. Thiệt tình, con Út Trinh này nó phiền hết biết. Thôi được rồi, cái vụ này ông giao cho tôi tính cho nó gọn. Ừ,
Thôi về ông. Thôi thôi về. Ủa tía, hôm nay bên nhà bác hai có đám giỗ, con phải qua bển phụ đi con. Dạ. Út Trinh ơi, Út Trinh. Dạ. Bưng này vô dùng thím hai đi con. Dạ, thím đưa con. Bên nhà tía má hai đã có người phụ rồi tía, chắc cũng không cần con phụ đâu. Ủa sao vậy? Thôi con đi đi. Ý, hai đợi, hai đợi. Qua đây phụ dạ. Má hai chút đi con. Trời đất ơi, lu bu quá trời quá đất à. Má hai. À, chắc là con không phụ được má hai rồi. Sao vậy? Bữa nay con mắc công chuyện. Trời ơi, công chuyện gì mà công chuyện. Con cũng phải qua phụ má hai chút chứ con. Chú hai mày nói á, năm làm đám giỗ có hai bận à, cho nên phải làm hoành tráng lên, chứ qua loa là ông không có chịu. Chị tội cho cái đám phụ nữ bù đầu bù cổ từ hôm qua tới giờ mà chưa có hết việc nữa. Chị hai, tôi có ít quà. Đưa quà để chúc thắp nhang luôn. Đưa đi con. Anh lúc nào cũng mua quà hết. Cảm ơn anh nhang. Dạ không có chi. Dạ. Trinh à Trinh. Dạ. Chú Tư có gửi ít trái cây nè. Con bỏ lên mấy cái dĩa để cúng nha ông con. Ờ à, luôn tiền con bắt cái nồi nước sôi luôn dùm thím hai nha em con. Dạ. Là má hai nói con nghe nè, con đừng có buồn như vậy hen. Là má có nói với con Út Trinh á, là má nhận nó làm con nuôi hay không. Nếu như nó đồng ý á, thì chuyện nói với hai Tấn kể như giải quyết xong hen. Con thiệt á, sao con khờ quá vậy hả? Trời ơi, nếu như á, con thương thằng hai rồi á, thì con ra mặt con giành đi hen, con giành nó. Chứ có đâu con đứng nghiêm, con dâng hai tay cho người khác. Má hai à, con đã nói chuyện này rồi, mình đừng có nói qua nói lại nữa, con không có giải quyết được gì đâu. Thôi con không có phụ gì được cho má hai hết, con xin phép con vô nhà. Tôi đã nói rồi, nó nói cắt là cắt à, anh chị đừng có nghĩ ngợi gì hết á, nghe không? Trời ơi. Má ơi, tụi con làm gà xong rồi. Ừ, đem qua đi rồi rồi má hầm. Ông đó không có nhậu nhiều nữa chưa? Nhậu nhiều là biết tay tôi á. Ừ, biết rồi. Sẵn bữa nay có mọi người đông đủ ở đây nè, tôi muốn thưa chuyện với mọi người. Kể từ hôm nay, tôi và ông nhà tôi sẽ nhận con Út Trinh làm con gái nuôi.
Chào chị ba. Ừ. Kể từ hôm nay con sẽ là con gái thứ tư trong nhà, còn con lại sẽ là con gái út. Dạ. Thôi mọi người ăn đi, cầm đũa đi. Trời ơi. Dạ dạ. Ôi, đúng rồi, vui mà. Ăn uống no say luôn. Ăn đi con. Ngồi hoài vậy gấp lại ăn tự nhiên đi con. Cho anh ba. Hôm nay có đám giỗ gần, trong bụng bần thần hồng có dám đi đâu. Dạ thưa anh chị hai, hôm nay là ngày giỗ của bác trai. Dạ em ba le không có quà gì hết. Dạ có 2 ký trái cây cúng bác. Địch sự quá. Dạ nhưng mà cái chỗ ghe trái cây này nó cũng ní, nên khuyến mãi cho anh này. Trời ơi. Ba le. Dạ. Mày tính giết mọi người đây sao? Dạ chứ hai hai thì con em mà đây lít rượu kỳ lắm. Qua đây. Dạ dạ ngồi chỗ nào? Qua đây. Chú ba qua đây. Qua đây với con. Rồi. Cẩn thận té chú ba. Dễ gì. Đây 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 đây, chú ba ngồi đây. Trời ơi, hôm nay lại sai nữa rồi. Ngồi xuống đi. Này là bộn ngang. Rồi cho chú ba ly rượu coi. Rồi. Bây giờ trước tiên là em chào chị hai. À con gái nuôi của tôi, gái tôi. Cô hai, hôm nay tôi đi đám giỗ bên nhà bé Châu, không thấy cô hai. Tưởng là cô hai bận chuyện gì đó. Ai về là cô hai ở đây. Dạ tôi cũng có chút chuyện, nhưng mà xong việc rồi, bây giờ tôi phải qua học chứ. Giờ mình học được chưa? Chắc được. Thầy Minh nè. Chuyện gì cô hai? Tôi cũng không biết trong lòng tôi nghĩ gì nữa. Biểu, trong lòng tôi có còn thương hai Tấn không? Tôi cũng không biết trả lời sao nữa. Nhưng mà tôi thật sự thấy đau lòng khi nhìn thấy cảnh anh hai Tấn và Út Trinh vui vẻ bên nhau. Có phải tôi ích kỷ không thầy? Nhưng mà bây giờ cô hai còn muốn làm vợ anh hai Tấn không? Dạ không. Tôi chỉ muốn anh hai Tấn đối xử với tôi giống như lúc trước thôi. Anh vui vẻ với tôi, chứ đừng có lơ tôi, đừng có coi tôi là kỳ đà cản mũi. Lúc nào anh cũng hắt hủi tôi, làm cho tôi rất đau lòng. Cô hai à, ai cũng có chút ích kỷ hết. Nhưng mà đó là chuyện bình thường. Mọi chuyện cũng đã qua hết rồi. Hãy cứ bình tĩnh mà sống. Thôi, mình vô học nha.
Sao ngồi đây vậy con? Má, má nói chuyện với con chút nha má. Thôi, tao biết mày tính nói gì rồi. Tía thì con không nói chuyện được rồi. Bây giờ má con không nói chuyện với con luôn là sao? Nói đi nói lại cũng có chuyện đó thôi. Có gì đâu nói. Chứ sao tự nhiên má bày ra cái trò nhận Úc Trinh làm con nuôi chứ vậy? Không phải là má muốn làm cho cổ khó xử chứ? Má thấy nó có một thân một mình à. Không có người thân nào bên cạnh, má thương nó, má nhận nó làm con nuôi. Sao con lại cự nữ má? Má biết má làm vậy Úc Trinh khó xử lắm không? Tụi bay đã quyết định làm bạn tốt của nhau rồi, thì má nhận nó làm con nuôi, có gì đâu khó xử. Trừ khi là con muốn. Thì con muốn gì má biết mà. Hai ơi là hai, con làm cho con hai đợi nó đau lòng như vậy á, con cảm thấy là con không có lỗi chút xíu nào sao con? Thiệt tình. Hiền. Ủa, anh Tòng đợi em đó hả? Ừ. Có gì không anh? Mai mốt á, đừng có đến nhà hàng miền Tây nữa được không? Sao kỳ vậy? Thì tôi không muốn Hiền đụng mặt cái con nhỏ đáng ghét kia. Nếu mà Hiền không làm gì á thì đi chơi với tôi. Thiệt á anh? Thiệt. Dạ. Đi ha. Dạ. Ủa, tí đi đâu mà gấp gáp dữ vậy? Ủa? Tía, người nói đâu? Hai đâu có về đâu. Hai đi ghe đột á rồi đưa cá lên thành phố bán. Mà nhanh lắm cũng nửa tháng hay một tháng mới về chứ tía. Từ bữa mà nó nghe má mày nói nhận Út Trinh làm con nuôi rồi nó theo ra đục đi luôn á hả? Dạ chắc là người ta cần người gấp quá nên hai mới đi như vậy. Hay là nó đi để dằn mặt tía má? Hai á không có dám làm như vậy đâu tía ơi. Được rồi, kỳ này nó về nó liệu với tía. Trời ơi, coi chừng té đó nha. Ngồi yên đi. Con không có té được đâu. Hồi nào tới giờ con đi chung với thầy, nhưng mà thầy Minh cũng cho con giọt nước nữa mà. Ủa, mà sao dạo này không thấy ông thầy đâu ta? Bà hỏi tôi sao tôi biết? Bà hỏi bé Châu hay là chị Hai Đợi kìa. Mà dạo này á nha, tôi thấy hai người hay đi chung lắm á. Thấy hai người đẹp đôi lắm á nha. Tôi đã sớm nhận ra rồi, mà ai biểu nói mấy người không tin. Bà làm như bà thần thông quảng đại như tề thiên đại thánh vậy đó. Nhìn nhận sớm biết sự việc. Vậy sao bà không nhìn trước á, lộng tòng lăng nhăng đi. Con làm chứng chút nè. Chiều nào con cũng thấy cô đẹp đi chung với chú, chú Tòng á. Hiền chứ không phải đẹp. Con thấy con đó đẹp mà. Mới có chút é à, bà đặt ham gái rồi hả? Con nói mà Út không có tin. Dì Xuân đợi chút xíu là hai người đó sẽ tới liền à. Kìa bà. Ê, nhìn kìa. Đó. Thích thiệt.
Đó, không tin. Mới thấy đây đâu ta? Đau hụt. Hú! Hết hồn rồi. Tia lớn trời giống nít quá. Lỡ con đứng tim con lọt xong chết rồi sao? Ai biểu mày không được đàng hoàng? Mày xuống ghe tao mà mày làm cho con gà lên đống lúa. Lúa nhóc cho không ăn mày bươi mày kiếm gì trong đó? Con qua đây kiếm cục vàng của tía nè. Chờ một xíu nữa nó về bây giờ á. Kìa. Sơn. Anh đó nha. Anh về dạy lại thằng em trai của anh đi nha. Trời ơi, chạy võ lại chở gái mà chạy nhân cướp vậy đó. Tao chúc mừng mày nha. Tao qua ghen hai, tao uống trà. Kệ nó đi. Em của anh nó chạy sao, kệ nó tự nhiên chửi anh. Kệ nó đi. Anh qua đây có chuyện nói với em nè. Chuyện gì? Ông bà chủ nói là kêu em xem quá đơn tháng rồi là sai á, bị thiếu á. Ủa? Kêu Sưng coi là đi. Chứ đổ bao nhiêu lít mà anh không nhớ hả? Với lại vừa rồi á, tour nghỉ hơn một tuần mà. Trời ơi, dạo này người ta bận rộn nữa ha. Người bận rộn mà, đủ thứ việc á, sao nhớ được. Vậy sao ông bà chủ của anh á, có tay có chân sống đem qua, để anh đem qua làm gì? À thì... Thị gì? Bộ làm ở trạm xăng rảnh rỗi lắm hả? Đi đằng này đi đằng kia, mà sao không nói nhỏ Hiền á, nó đem qua cho. Hay là để nhỏ Hiền nó có thời gian đi chơi với em trai của anh. Em trai của anh thương nhỏ Hiền, rồi cưới được vợ nhà giàu, phải không? Tự nhiên người ta quan tâm, người ta qua đây, người ta nấu gì thôi. Rồi đứng chửi người ta quỳ gối giống mẹ chửi con vậy. Sơn. Làm gì vậy? Nghe mùi gì không? Mùi khét. Đúng rồi. Chết. Chết rồi, tiếng nấu cơm. Trời, thiệt mình á. Lẹ. Đâu rồi? Trời, khét hết trơn rồi nè. Chừng trái ghe đó. Tía ơi là tía. Đi lên, đứng đây làm gì? Xuống đây với vợ tương lai. Giờ này mà còn vợ, đi. Đi lên chưa, đi. Tía, sao không đi luôn, về đây làm chi? Tía, sao không đi luôn, về đây làm chi? Tại em chuẩn kẹt người quá ông mới kêu con đi. Tía cũng biết là vợ chồng thằng ba nó đang cự nựa nhau vì ba chuyện làm ăn. Con muốn đi á là để cho thằng ba nó qua bên bè cá nó ở, để cho thằng Tư Quanh nó giải quyết ráo riết ba cái chuyện bày hay màng ba nó bày ra. Nghĩ được vậy thì cũng tốt, chứ không phải là bỏ đi là vì dằn mặt tía má vụn chinh hả? Dạ, con đâu có dám tía. Với lại Úc Trinh cô cũng đồng ý mà. Chứ tía má đâu có ép buộc chị cổ đâu. Nghĩ như vậy cũng được. Hai đứa cố gắng làm anh em cho tốt nha con. Dạ, con biết rồi tía. Thôi đừng có ráng quá, nghỉ tay chút xíu đi.
Em đâu có ráng gì đâu thầy. Cô hãy uống sữa đi. Trời, em lớn rồi còn uống sữa gì nữa hả thầy? Tại vì hôm nay tôi thấy cô hai xanh xao quá, cho nên mới pha sữa cho cô hai uống. Em thiệt là làm phiền thầy đó. Thầy đã bỏ công dạy học cho em rồi, còn phải đi pha sữa cho em uống nữa. Phiền gì đâu. Cái công của cô hai cho tôi đi dạy, tôi còn chưa trả ơn được hết nữa mà. Thì thầy dạy học cho em rồi còn gì nữa. Mà em thấy thầy cứ gọi em là cô hai này, cô hai kia, nghe kỳ thấy mồ luôn à. Chứ bây giờ tôi gọi bằng gì? Thầy cứ gọi em là hai đợi, giống như là mọi người vẫn gọi em vậy đó. Rồi thầy muốn xưng gì cũng được. Thầy có thể xưng tôi hay là xưng anh. Như vậy là hai đợi đồng cho phép tôi cho phép anh rồi đó nghe. Apple. This is an apple. Thầy, câu này em đọc đúng rồi phải không? This is an apple. Trăng đẹp quá ha. Dạ, trăng sáng ghê á. Chà, trăng sáng quá. Phải chỉ có trà bánh ngọt ngắm trăng thì hay quá. Hai đợi nè. Dạ. Em có muốn nói gì với anh không? Dạ, bé Châu học sao rồi thầy? Bé Châu nó học cũng giỏi. Dạ. Làm sao đây? Mình dối thế mình được, nhưng làm sao mình dối lòng mình được? À, chị Tư, ngồi đi chị Tư. Dạ. Trời, thiệt tình đó, gặp chị đây hên ghê luôn á. Tôi không biết làm sao ra ngoài để tôi tìm nữa. Anh Chính sống ra chợ nổi kiếm. Thì hồi sáng tôi đi trễ, mà chợ thì dẹp mất tiêu rồi. À, thiệt là tội quá, anh Chính kiếm em có gì không? Thì bữa trước chị đặt hàng của tôi đó. Cái rồi tôi chờ chị nè. Bữa nay hả, khốn chính quá trời luôn. Tôi ra tôi gặp chị coi làm sao nè. À, trời em quên. Dạo này trí nhớ của em sao mà kém quá à. Bộ chị Tư chị bị sao hả? À phải rồi anh. Khi mà ở nhà anh ra thì tụi em gặp chuyện, nên tụi em nghỉ từ rày về sau á, nên không có vô đó lấy hàng nữa. Thôi anh Chính cho em xin lỗi nha. Thiệt tình á là tụi em không muốn tức hứa với anh Chính đâu. Mà ghe vô đó thì tụi em bị mắc cạn. Trời ơi, sao chị không nói sớm? Bao nhiêu mối đặt hàng cho tôi mà tôi không có bán. Tôi để dành cho chị đó. Thôi mà anh Chính cho vợ chồng em xin lỗi nha. Trời, không lẽ bây giờ tôi đem mớ hàng đó ra, rồi tôi bữa ra, rồi cả nhà tôi ăn trừ cơm hay sao ta? Thôi anh Chính, anh cho vợ chồng em xin lỗi đi mà. Thôi, chị ráng giúp cho tôi một lần này thôi. Dạ, vậy được rồi. Để em về em nói với chồng em coi làm sao. Vậy nha anh Chính à.
Má nhắn anh kêu em hả? Không phải hả? Được làm con nuôi của tía má anh em vui dữ vậy hả? Làm con nuôi của tía má anh rồi, em có biết làm sao không? Tụi mình không còn đường quay lại với nhau đâu, em hiểu không? Em biết chứ. Nhưng mà bây giờ làm sao em từ chối được? Đã nói với tía má anh là sau này tụi mình sẽ là bạn, nhưng mà tía má lại kêu em tới rồi nhận làm con nuôi. Em mà từ chối thì... Em để mọi chuyện đi quá xa rồi. Hai đứa mình không còn đường lui đâu. Anh à, tụi mình như vậy cũng được mà. Em thấy như vậy ai cũng vui hết.